Ứng dụng Sumika hỗ trợ việc tìm kiếm địa điểm cho thuê. Ứng dụng Sumika mang những thông tin cho thuê nhà từ offline lên nền tảng online, sẽ giúp cho việc thuê nhà trở nên dễ dàng hơn, tối ưu hóa thời gian và chi phí. Theo anh Đoàn Hữu An, quản lý dự án Sumika, khi tìm kiếm địa điểm để mở công ty, anh mất rất nhiều thời gian. Anh An cho rằng, hơn 50% số lượng nhà có nhu cầu cho thuê đăng quảng cáo chỉ bằng cách treo bảng, xuất phát từ ý tưởng đó anh đã nghiên cứu và cho ra mắt ứng dụng Sumika nhằm hỗ trợ cho việc kết nối giữa người có nhu cầu thuê nhà ở, chung cư, căn hộ mini, văn phòng làm việc và chủ nhà. Những thông tin được đăng tải sẽ được xác nhận kỹ nhằm đảm bảo thông tin cung cấp là đầy đủ và chính xác nhất như vị trí, diện tích phòng, giá cả. Tất cả dữ liệu này được cập nhật lên ứng dụng Sumika. Đối với người đi thuê, thay vì mất nhiều thời gian tìm kiếm, chỉ cần sử dụng ứng dụng Sumika thì dễ dàng tìm được ngôi nhà ưng ý, phù hợp với nhu cầu của mình ngoài ra khi thuê nhà trên Sumika người thuê không tốn bất kỳ chi phí nào mà còn được chi ân bằng một khoản tiền hoàn trả quy đổi theo point dự án được đầu tư và triển khai bởi công ty Wakumo Việt Nam trung tâm nghiên cứu và phát triển dẫn đầu trong ngành công nghệ cao tại Đà Nẵng với sự tham gia vốn của các doanh nghiệp và cá nhân đến từ Nhật Bản